Kính thưa quý vị, khối không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông tác động chính đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, khiến khu vực này trời chuyển nhiều mây, có sương mù dày, đồng thời cũng gây ra mưa nhỏ, mưa rào rải rác, khiến cho đường trơn trượt, tầm nhìn xa giảm thấp, nên bà con cần hết sức lưu ý. Dự báo đến khoảng ngày 8 tháng 2, tiếp tục một khối không khí lạnh có cường độ mạnh tăng cường xuống miền Bắc nước ta, sẽ gây ra mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác cho các tỉnh thành Bắc Bộ, đồng thời cũng khiến cho nhiệt độ trên toàn khu vực giảm thêm từ 3 đến 5 độ, trời chuyển rét đậm ở vùng núi rét hại. Với miền Trung, ở khu vực phía Bắc, các tỉnh thành khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, thời tiết phổ biến là có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Về trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng 26 độ. Ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết phổ biến tạnh giáo, ít mưa, ban ngày trời sẽ có nắng. Sau đó từ khoảng ngày 8 tháng 2, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc tràn xuống nên các tỉnh thành khu vực phía Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa rào nhẹ ở diện rải rác. Cục bộ, một vài nơi ở khu vực Trung Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Đồng thời nhiệt độ trên toàn khu vực cũng có xu hướng giảm từ 3 đến 4 độ. Khu vực phía Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, ở vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Trung Trung Bộ trời chuyển lạnh và rét về đêm và sáng. Lùi xuống phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong những ngày tới tiếp tục mang nét đặc trưng của mùa khô, thời tiết phổ biến tạnh giáo không mưa, ban ngày trời sẽ có nắng nhiều. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 7 tháng 2. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, và trưa và chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, với nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc là từ 11 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, về trưa và chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông đến đông nam mạnh cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, ở vùng núi trời rét, với nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, ở vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 26 độ. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Về trưa và chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông đến đông nam mạnh cấp 2. Về đêm và sáng sớm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Về trưa và chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ, ở phía Nam có nơi trên 27 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 34 độ. Một số nơi ở khu vực miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng lên đến 35 độ.